Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio giới thiệu về đôi phân tần BL4 này. Và để cho tất cả các bác lắp ráp loa thành công thì hôm nay em sẽ giới thiệu kỹ về đôi phân tần BL4 này. Đôi phân tần này là một dòng loa phân tần full đôi, hoặc là các bác có thể lắp full đơn đối với những cái dòng sản phẩm là 40 với 50 để đi đánh sự kiện hoặc là chơi gia đình mà sân vườn hoặc là nhà văn hóa. Đối với dòng loa này thì mình nên dùng các cái dòng loa công suất lớn các bác nhé. 30 cũng có thể dùng được, nhưng mà mình dùng loa công suất lớn đánh tép kèn 750, 850 thì mình dùng bộ phân tần này. Thì sau đây thì chúng sẽ giới thiệu cho tất cả các bác hiểu rõ hơn về bộ phân tần này. Bộ phân tần này Tùng Nguyễn nhắc luôn đầu video sẽ được bao hay các bác nhé. Bao hay. Đấy, mẫu phân tần này thì là BL, mã của nó là BL4, BL Audio. Và cái đường input ở đây là đường vào. Thì phân tần này nó có 1 cuộn đồng, 2 cuộn, 3 cuộn. Nó dùng sử dụng rất là nhiều tụ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 con tụ và 3 con trở của nó là bằng nhôm. Bình thường các dòng trở, nếu mà trở rẻ thì nó sử dụng bằng trở sứ, nhưng con dòng sản phẩm này được sử dụng là trở nhôm. Trở nhôm là trở nhôm màu tím, bảng phách phíp của nó là màu đỏ. Và phân tần của nó to như một bàn tay như này. Chất lượng âm thanh của nó ra cực kỳ hay. Đối với dòng này thì tép của nó rất là nhuyễn và lời sáng. Đấy. Lời rất sáng nếu mà dòng phân tần này luôn. Thì cái con tụ vàng đây là con tụ chống cháy này. Thì cái phân tần này là cái đường hi ở đây. Thì mình là nắp cái các dòng tép kèn 750 và 850. Thì mình sử dụng cái đường hi đây là đường ra cho ra nó tép. Cộng trừ này, âm dương. Còn đường lâu ở đây là đường bát. Thì cái phân tần này thì nó có thể nắp được cả phun đơn và phun đôi được các bác nhé. Các bác nắp loa hỏa tiễn hoặc là các cái dòng loa 715 hoặc 725. Cái đường lâu đây, đường bát thì mình sử dụng ở đây nó có 4 lỗ này. Đấy, nếu như mình đánh 2 bát một tép kèn thì mình đấu 2 bát một tép kèn. Còn mình đấu 1 bát cũng được, 1 bát là 1 tép cũng được. Phân tần này đánh rất là hay với các cái dòng như thế. Bình thường các bộ 725 thì Tùng Nguyễn không bao giờ giới thiệu đến tất cả các bác là các bác lắp full đơn đâu. Nhưng mà bộ phân tần BL4 này thì bên nhà cung cấp bộ phân tần này tung ra thị trường thì các bác lắp a dây đơn này, a dây đôi này, hoặc là các cái dòng full đôi hoặc full đơn thì mình đều lắp được bộ phân tần BL4 này. Nếu mà mình lắp đơn thì mình bỏ mất một đường bát đi, mặt sau của nó này. Bảng mạch phíp màu đỏ các bác nhé, bảng mạch phíp màu đỏ rất là to. Đối với dòng phân tần này thì em đang cung cấp với giá là 950 một bộ các bác nhé, 950 một bộ phân tần BL4 này. Phân tần này cho ra tiếng cực kỳ tuyệt vời, rồi các bác nhìn này rất là đẹp. Hôm nay em giới thiệu về bộ phân tần này và các bác cảm thấy phân tần đẹp và chất lượng thì hãy like và chia sẻ ủng hộ kênh Tùng Nguyễn Audio và của video Tùng Nguyễn. Chúc tất cả các bác mạnh khỏe và chống dịch nhé.